Báo cáo, ngoài cuốn sổ giò và tập vé số mới của nạn nhân thì tôi còn tìm thấy được hai tấm vé số đã giò này. Có thể đây chính là của hung thủ đã dứt sau khi giò không trúng. Đây là quán cà phê kín đáo chỉ dành cho các cặp tình nhân, trong khi nạn nhân lại là một người độc thân từ địa phương khác tới thuê trọ sống một mình ở đây. Người đàn ông nào đã vào đây cùng nạn nhân? Em nghĩ hai người này nhất định có mối quan hệ tình cảm yêu đương với nhau. Bây giờ cậu ra ngoài hỏi chủ quán xem có thu thập được thêm thông tin gì nữa không. Có. Báo cáo chỉ huy, nạn nhân tử vong cách đây khoảng 3 tiếng. Nguyên nhân tử vong là do ngạt khí cơ học. Ngoài ra trên vùng cổ của nạn nhân còn có nhiều vết trầy xước. Nạn nhân có bị mất mát gì về tài sản không? Qua xác minh thì lúc trước nạn nhân không hề đeo nữ trang gì có giá trị cả. Tuy nhiên thì một chiếc điện thoại di động cùng với số tiền vừa bán vé số được thì không tìm thấy nữa. Rất có thể hung thủ đã ra tay giết nạn nhân để cướp tài sản. Tôi cho rằng hung thủ đã sử dụng sợi dây võng này để siết cổ nạn nhân cho đến chết. Anh có thấy rõ mặt người đàn ông ngồi chung trò với nạn nhân không? Thì hàng ngày khách vô đây thường xuyên, làm sao tôi nhớ hết được. Mà hình như là anh ta chạy chiếc quay màu đỏ, đen đỏ. Anh bịt khẩu trang, anh vô đây có một mình à. Vậy bao lâu sau đó thì nạn nhân vô? Mà anh nhớ kỹ, lúc nạn nhân vô quán á, có biểu hiện gì lạ không? Cô Xuân á thì cũng đâu lạ lẫm gì với tôi. Nay cặp kè với người này, ngày mai cặp kè với người khác, để vô đây hú hí kiếm thêm tiền, chứ bán vé số là được nhiều anh ơi. Mà cổ vào sau người kia cỡ 5-10 phút gì đó. Cảm ơn anh. Dạ. Nếu có thông tin gì mới, mong anh hợp tác cùng chúng tôi. Dạ. Tôi đã cho tìm hiểu, ngoài bán vé số, đúng là nạn nhân có hành nghề bán dâm, nên các mối quan hệ của cô ta khá là phức tạp. Vậy trong số những người đã từng qua lại với Xuân, đồng chí có phát hiện ra ai khả nghi không? Hầu hết là đi chơi qua đường thôi. Nhưng mà riêng có đối tượng Bùi Văn Tấn là đáng nghi nhất, vì hai người này có một khoảng thời gian yêu nhau. Sau đó thì Xuân nói là chia tay không rõ lý do. Tấn thì có tính hay ghen. Mỗi lần mà thấy người yêu cũ của mình quan hệ hay là qua lại với một người đàn ông nào khác, Tấn đều dùng vũ lực để nói chuyện, vì hành nghề bán dâm nên không ít lần chị ta bị đánh đập và dọa giết. Như vậy hắn ta hoàn toàn có động cơ để ra tay giết nạn nhân nhằm thỏa cơn ghen. Đúng vậy, vì hai người từng yêu nhau nên hắn hẹn được nạn nhân ra chòi để nói chuyện là điều dễ hiểu. Làm gì đây mày? Anh là... Mày chờ ông Tấn về hả? Còn tép nào không? Tao quả quá, cho tao mượn tép đi. Ờ, không. Mà... anh biết ông Tấn khi nào về không? Thường ông đi 3-4 ngày về, sao nay ông đi lâu quá. Chắc cười lộn với bà Xuân nữa hay chứ gì. Cười lộn? Bà Xuân nào?
thì bà xưng bồ cũ ổng chứ ai. Bữa không có tao là bà đó tiêu rồi. Thằng đó thằng nào? Nói ra. Mày muốn chết tao cho chết. Ai muốn nó chết? Muốn nó chết. Xuống nè bà. Tao đánh gãy tao nha. Mày nhớ đó nha con. Chị Xuân bị sát hại cách đây 4 ngày. Hắn cũng rời khỏi địa phương vào chính cái ngày mà nạn nhân bị sát hại. Sáng đó hai người đã xảy ra mâu thuẫn. Chẳng lẽ tên Tấn này cố tình bỏ trốn sau khi gây án? Mà anh biết Tấn lấy hàng ở đâu không? Mày quả quá, mày khùng hả mày? Tao mà biết là tao đi lấy rồi. Cảm ơn anh. Cái thằng này. Báo cáo chủ quy. Theo như kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, trong dịch âm đạo của nạn nhân có chứa sát tinh trùng. Hơn nữa, trong móng tay còn chứa một lớp tế bào mô da lạ, nghi là của hung thủ. Như vậy là hung thủ đã quan hệ với nạn nhân trước, sau đó mới ra tay giết người. Đúng vậy. Ngoài ra, tôi còn phát hiện hai tờ giấy số cũ có tại hiện trường, có dính vết dấu tương đen và dầu ăn. Tôi nghi hung thủ là người hành nghề có liên quan đến hai loại gia vị này. Ý của đồng chí là các nghề như máy hủ tiếu, cái gì, nhà chiên. Tuy nhiên, theo tôi nghĩ thì đó chỉ mới là suy đoán chủ quan của chúng ta. Điều quan trọng nhất vào lúc này là phải tìm cho bằng được Tấn, đối tượng có nhiều điểm khả nghi nhất vào lúc này. Đồng chí cứ tiếp tục làm việc đi. Báo cáo, lực lượng nghiệp vụ ở thành phố Hồ Chí Minh vừa xác định được vị trí của Bùi Văn Tấn. Cứ tiếp tục bám sát, thời cơ tới sẽ tổ chức vây bắt. Rõ. Anh nói không liên quan đến cái chết của chị Xuân, vậy tại sao lại bỏ trốn khỏi địa phương? Dạ, tôi sợ mấy anh phát hiện tôi buôn ma túy nên tôi mới bỏ chạy. Còn chuyện cái chết của Xuân thì tôi không có biết gì hết. Rõ ràng là có người chứng kiến sáng xảy ra sự việc, anh có cự cãi với chị Xuân, anh còn lớn tiếng đòi giết người mà. Dạ đúng. Thì sáng hôm đó tôi có tới tìm Xuân. Tôi tính ngái với Xuân một chút, giúp tiền đi xa. Nhưng mà không ngờ Xuân lại đang nhắn tin yêu đương với người khác. Tên với thằng nào hả? Nói ra lại rồi. Liên quan gì tới anh? Sao anh cứ theo đình mò tôi hoài vậy? Tôi đã nói là dứt khoát rồi mà. Mày dứt khoát cái gì? Tao chưa có đồng ý. À, hôm nay mày biết tao có chuyến đi làm ăn xa nên mày lại nhắn tin hẹn hò với trai nữa chứ gì? Việc gì đứa phải báo cáo với anh hả? Mày không báo cáo hả? Mày nói lại, thằng đó là thằng nào? Mày mà không nói là tao giết hết hai đứa. Mày chán sống rồi hả? Mày muốn chết, tao cho mày chết. Mày làm gì vậy? Mày đưa cho tôi. Anh dám đánh tôi hả? Ngày ông đi quýnh đài quà ông nội. Tao làm cái gì kể tao. Mày nhớ đó. Do có người can ra, với lại tôi sợ bị trễ chuyến hàng quan trọng nên tôi lên Sài Gòn luôn. Còn chuyện gì xảy ra với Xuân thì tôi không có biết. Tôi không có liên quan đâu anh. Anh nói vào chiều hôm đó chị Xuân có đi gặp một người đàn ông khác sao? Dạ đúng. Những gì mà tôi đọc trên tin nhắn điện thoại tôi đều kể lại y như vậy. Tôi không dám nói sai một lời nữa đâu anh. Thôi được rồi. Để xác minh những lời nói của anh là sự thật, tôi yêu cầu anh hợp tác. Chúng tôi sẽ cho lấy mẫu gen ở da của anh để đi thử nghiệm.
thử nghiệm làm gì với anh? Anh có muốn chứng minh mình là người vô tội chứ? Kết quả phân tích cho thấy kiểu gen của Bùi Văn Tấn không trùng khớp với kiểu gen của mẫu mô da trong móng tay của nạn nhân, cũng như không trùng khớp với tinh dịch trong âm đạo của nạn nhân. Theo lời khai của Tấn, chiều hôm đó Xuân có hẹn một người đàn ông tên Hải hành nghề bán cá viên. Bán cá viên? Chẳng phải lúc đầu chúng ta đều nghi vấn hung thủ làm nghề liên quan tới dầu ăn và tương đen hay sao? Theo tôi nghĩ, đây chính là nút thắt của vấn đề. Chúng ta phải bắt đầu lại từ việc rà soát tất cả các đối tượng hành nghề bán cá viên. À, cậu giúp tôi chuyển hồ sơ của Tấn qua cho bên đội điều tra tội phạm về ma túy để họ sớm có hướng xử lý. Rõ. Trời ơi, tôi bỏ cá viên chiên cả cái khu này mà ai tôi chả biết mà. Nhưng mà có một người tên Hải chiên lấy cá của tôi, nhưng mà tôi không biết tại sao mấy hôm nay đi đâu biệt tâm. Anh có nhớ chiếc xe anh đó chạy cái hiệu gì không? À, chiếc xe hình như là đỏ đen gì đó, tôi không biết. Còn nhà của anh ta? Nhà của anh ta hả? Tôi nghe nói là đâu ở bên Gò Công Đông á, qua đây làm ăn. Cảm ơn anh. Đây là chân dung đối tượng Dương Văn Hải, người đã gặp gỡ nạn nhân vào chiều xảy ra án mạng. Tôi sẽ sâu chuỗi lại thông tin về hắn để đồng chí nắm rõ. Thứ nhất, hắn ta đã có vợ và hai con. Vì mục đích mưu sinh nên hắn lên thị xã làm nghề bán cá viên. Có lẽ do thiếu thốn tình cảm nên hắn đã hẹn hò với nạn nhân với mục đích mua dâm. Thứ hai, chiếc xe mà hắn hành nghề bán cá viên có hãng và màu sơn trùng khớp với chiếc xe mà chủ quán cà phê trò nhìn thấy. Thứ ba, kể từ ngày nạn nhân bị sát hại, hắn ta cũng đã bỏ về quê và làm nông phụ vợ. Tôi nghĩ đó là cái cớ để hắn trốn tội. Đồng chí nghĩ sao? Tôi nhất trí với suy luận này. Vậy nên chúng ta phải mau chóng mời đối tượng này về lấy lời khai trước khi hắn có cơ hội tẩu thoát. Đúng vậy. Mau chóng triển khai lực lượng, càng sớm càng tốt. Rõ. Chào anh, tôi ở cơ quan cảnh sát điều tra, muốn mời anh về cơ quan để hỏi một số việc. Mấy anh tự ý bắt người vậy là không có được. Tôi nói rồi, tôi không biết Xuân nào hết á. Vậy tại sao khi không, anh lại bỏ nghề bán cá viên về quê làm ruộng? Anh giải thích sao về điều này? Thì tôi buôn bán ế ẩm nên tôi mới bỏ về quê phụ vợ tôi làm vườn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi đã thu hồi được chiếc điện thoại mà anh đã lấy cắp của chị Xuân. Để biết rõ là anh là người bán nó cho tiệm cầm đồ. Hơn nữa, kiểu gen của mẫu thử lấy trên người anh hoàn toàn trùng khớp với kiểu gen trong tế bào da và dịch âm đạo của nạn nhân. Anh còn gì để biện minh nữa không? Dạ. Chính tôi là người giết Xuân. Anh và chị Xuân quen nhau như thế nào? Dạ, tôi chỉ gặp Xuân một lần trước đó. Vé số đi. Anh, mua vé số đi anh. Không mua. Dạo này thời tiết nóng quá anh ha. Chiều sổ thì lâu quá, giờ sổ liền được không em? Loại nào em cũng có bán hết á. Anh mua đi anh. Kiếm hả anh, kiếm giùm cho. Được rồi nè. Muốn sổ giờ nào thì gọi cho em nha. Dễ thương quá. Thôi giờ mua trước cho em hai tờ làm quen đi. Ủng hộ luôn, thơm quá. Kỳ quá. Đây đây,
Nè, nhớ nha. Kỹ quá. Qua hôm sau, tôi chủ động nhắn tin cho Xuân và muốn hẹn đến quán cà phê Võng để mua vui thì được Xuân đồng ý. Tôi sợ bị mọi người xung quanh phát hiện nên tôi đã đến trước, còn Xuân thì đến sau. Anh nhỏ em chết gì đó anh này. Cho anh mượn giò cái. Anh mà trúng hả, anh chịu em tới bến luôn. Nhớ nó đó nha. Thôi đi luôn. Giờ không trúng rồi, anh có chịu em không? Sợ mà không. Khoan. Gì? Tiền em đâu? Em á. Nè, con đứa thì nợ tiền trường, bị cô la rầy. Đứa thì bệnh liên miên, em không có cách nào để xoay sở nữa hết á. Mày nợ tiền trọ hoài không chụp của mày. Suốt ngày viện cớ gửi tiền gì vô cho vợ. Buôn bán không có tiền. Đi. Vì nghĩ đến con, tới gia đình túng thiếu, lúc đó tôi không kiểm soát được, không ngờ lại giết người. Sau khi xong việc tôi hoảng quá, tôi lấy số tiền đó rồi trốn về quê luôn. Thật sự tôi rất là hối hận thưa cán bộ. Dạ em chào anh ạ. Em có chuẩn bị hồ sơ sẵn giống như yêu cầu của anh hôm trước á, anh xem lại giúp em nha. Ủa, chứng minh bản chính có chồng này chưa? Dạ em mới để chứng minh photo thôi à. Đưa cho anh chứng minh bản chính đi. Dạ. Dạ đây là chứng minh của em ạ. Bây giờ em làm luôn được không? Dạ nếu anh cho em làm liền luôn được rồi, tốt lắm anh. Dạ. Đức Tính. Dạ. Cho anh nhờ một cái. Gì anh? Dạ. Đây là nhân viên mới tên Duy. Bây giờ anh ra ngoài có công chuyện, hai em coi chỉ việc cho bạn. Đúng không? Rồi Duy ở chung phòng với hai em á, hôm qua anh có nói với chuyện với hai đứa rồi đó. Cái gì vậy anh? Cái phòng mình nó chật chội vậy, hai thằng ở vậy thêm thằng nữa sao mà chứa nổi anh? Đúng rồi anh, chật quá trời rồi. Thì công ty còn phòng trọ quá trời, anh không cho bạn ở đi. Cái phòng đó ở được 3-4 người lận. Bớt ý kiến đi. Bây giờ anh ra ngoài có công chuyện, chiều anh về để coi chỉ việc cho bạn đi. Dạ. À, nhớ đưa cho Duy một chìa khóa. Không? Dạ, biết rồi. Em có thắc mắc gì á, hỏi hai bạn.
Dạ à. Anh, cảm ơn anh nha. Dạ em chào anh. Đưa nó về đi. À, dạ em tên là Duy. Em mới vô không biết gì, có gì hay anh chỉ dạy em nha. Thôi không dám chỉ đâu. Chìa khóa nè, vậy chọn phòng cuối cùng á, đằng sau cửa hàng này. Dạ. Mày ở lại chỉ đi, tao đi xuống kho kiểm tra hàng, không có rảnh đâu. Ê, mày chỉ đi chứ. Ê, ê. Dạ vậy trước tiên bây giờ mình làm gì anh? Biết công việc phát tờ rơi không? Dạ em biết. Nè, cầm sắp tờ rơi này nè, ra mấy ngày tư, khi nào phát hết rồi về, hiểu chưa? Dạ em biết rồi anh. Biết rồi đi đi. Dạ. Dạ anh chào cô. Tệ tính. Sáng mày đi làm sao mày không đóng cửa tắt đèn mày? Mày đã sao mà? Ủa, tao nhớ tao đóng cửa mà ta. Hay tao quên? Đóng cửa cái gì? Ê, có khi nào thằng mới nó về không? Ôi, có ai trong phòng không? Có ai đâu. Ơi, tao nói mày nghe nha. Tao nhớ lại cái mặt thằng hồi sáng á. Tao nhìn nó mắc cười mày. Tao cũng mắc cười. Cái mặt thằng quỷ đó tao thấy nó quê quê mà nó ghê ghê thì sao mày ơi. Mày thấy vậy không? Y chang luôn. Ê, mà tao nghe ông Lợi nói á, thằng này á, lúc trước á, nó có phẫu thuật cái não á. Đừng có giỡn nó nha. Có khi nào ở chung với nó làm gì tao mày không? Vậy là sắp tới á, tao mày phải có chừng đồ đạc với tiền bạc nha. Chứ có gì là mắc công lắm á. Ừ. Mà anh Lợi còn giận tao á, là thằng này lúc trước đi tù vì bán ma túy. Đừng có giỡn nha mày. Gì ghê vậy? Ừ. Ôi, thôi đi, thì ráng ở tới thời gian nữa đi, rồi tìm cách đuổi cổ nó. Ừ. Giờ đóng cửa đi anh mày, nó bụng quá. Đi. Ai vậy? Mở cửa coi. Tao khóa cửa rồi. Ê, có ai ngoài đó không? Mở cửa. Mở cửa. Có số hàng nói đâu. Mở cửa. Mở cửa cho tôi. Ai ngoài đó vậy? Sao khóa cửa ngoài vậy? Mở cửa coi.
Alo, con nghe nè má. Dạ, con về con tốt, con cũng khỏe nữa. Sao má gọi cho con giờ này vậy? Còn, má yên tâm đi, con mới xài còn nhiều lắm. Với lại con cũng lớn rồi, con phải đi kiếm tiền con lo cho má chứ. Chứ không lẽ là con xài tiền của má hoài vậy? Dạ, con biết rồi. À, thôi má lo nghỉ ngơi sớm đi. Con cũng nghỉ luôn để mai con đi làm sớm nữa. Dạ. Con biết rồi. Vậy thôi nghe má. Mở cửa. Lẹ lên. Mở cửa. Mở cửa, mở cửa. Có ai không mở cửa giùm đi. Ủa? Ông còn ở phòng hả? Hồi nãy á, tụi tôi về mà không có thấy ai ở phòng đó cho nên đi ăn. Tại không biết. Tôi xin lỗi nha. Ơi, xin lỗi nha. Nào giờ trong phòng có hai thằng tôi à. Giờ có thêm người mới như ông á, không có nhớ. Mà sao ghế gãy vậy? Không có gì hết trơn á. Để mai tôi mua tôi đền cho. Trời ơi, đi làm công rồi có tiền mua đền luôn hả? Có tiền vậy á, sao không thuê nhà bự bự ở đi, ở chi đây cho chật chội vậy? Ừ. Ê, không có sao không vậy? Không sao hết á. Cả ngày hôm nay tao bóc vác ở ngoài kho nhừ cái tay tao luôn á. Tao cũng vậy nè, đi phát tờ rơi rồi còn đi giao hàng nữa. Ê mày, cái thằng mới sao giờ này chưa về nữa mày? À, hồi nãy ông Lợi đưa cho nó hai sắp tờ rơi á, kêu nó phát thêm. Người mới á cho nên ông ép lắm mày ơi. Cái gì kìa? À, nay hai anh về sớm à? Ừ. Tao với mày á, khóa cửa nhốt nó lần nữa, chơi không? Chơi. Nó đi tắm rồi, nhanh đi. Khóa đi. Thằng vào tù ra thám mày... Tao nghe nói á là mày bị thần kinh đúng không? Mày quậy đủ chưa? Tao không thả nó rồi sao? Mày thả nó ra chưa? Tao mà ra được đây, tao giết hai mặt chó tụi mày đó. Mày ra đây. Mày ngon, mày đây mày giết tao nè. Ngon. Chìa khóa nè. Mày mở cửa lẻ lên cho tao. Mày quậy đã đi. Khốn nạn. Alo, anh Lợi hả? Anh qua nhà trọ gấp đi, có chuyện rồi nè. Dạ. Tao làm cái gì mà hai đứa mày tính phá tao? Hả? Thả tao ra, hai thằng khốn nạn, nhanh lên! Mở cửa.
Làm gì vậy? Anh hả? Tại hai thằng đó đó. Anh biết chuyện gì nhưng mà đánh tôi hả? Tại hai thằng đó nói xấu tôi, ngày nào cũng khóa cửa nhốt tôi hết đó. Ai nói xấu mày? Hai thằng chó này nè. Thấy mày không có việc làm, cho mày việc làm. Làm được tới 2 ngày à? Làm lỏ ngay. Thứ vào tù ra tội như mày khó đào tạo quá. Anh biết cái gì mà nói? Tại hai thằng này nè nó kiếm chuyện tôi trước á. Thôi 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 thôi, tao không rảnh đâu nghe mày giải thích. Đi ra dọn đồ, đi khỏi đây. Đi về quê á, đi ở đợ giống như má của mày á. Thành phố này nè, không ai chứa nổi mày đâu. Anh nói gì thì nói, anh đừng đụng tới ma tôi nha. Sao? Ê, tao nói không đúng hả? Bây giờ không có nói nhiều. Giờ mày đi không? Mày đi tao kêu công an á. Mày đừng vô tù một lần rồi, chán hả? Nếu mà anh muốn tôi đi, anh đưa chứng minh gốc đây. Với đưa 2 ngày tiền lương cho tôi đây. Mày nghĩ sao vậy? Hả? Mày đặt đò tao chưa bắt đền của mày. Đò ngày công hả? Giờ mày đi không? Nhưng mà anh đưa chứng minh đi gọi tôi đi. Hai thằng mày á, lấy đồ của thằng điên rồi ta. Lúc con mày đừng cho tao. Bây giờ đưa chứng minh gốc cho tôi chưa? Anh không đưa, tôi giết anh chết đó. Mày ngon mày làm đi. Anh, mày làm đi. Điên, liền cho tao vậy nha. Mày nghe anh lại nói gì chưa mày? Xin mời mày ra khỏi phòng tao. Nhanh hai... lên. Hai thằng chó. Mày nhớ mặt tao đó. Sợ quá nè, tao đang sợ đó. Ê. Yeah. Mày quậy đủ chưa? Tao không thả nó rồi sao? Thứ vào tù ra tội như mày khó đào tạo quá. Đi ở đợ giống như má của mày á. Nè, hai thằng mày á, lấy đồ của thằng điên rồi ta. Rút con mày đừng cho tao. Bị cáo Huỳnh Ngọc Duy, tại sao bị cáo lại có hành động dùng dao đâm chết Hồ Tấn Lợi? Dạ thưa hội đồng xét xử, do anh Lợi hành động quá đáng với bị cáo, với lại anh Đức và anh Tính chơi xấu bị cáo, ngày nào đi làm về cũng bị hai người đó khóa cửa nhốt bị cáo lại trong phòng, không cho bị cáo đi ra ngoài để ăn uống. Khi biết chuyện, anh Lợi chẳng những không binh vực bị cáo mà còn đánh bị cáo, rồi đuổi bị cáo đi, rồi không trả chứng minh nhân dân lại cho bị cáo, mà còn buông lời lẽ xúc phạm bị cáo với má của bị cáo nữa. Cho nên bị cáo tức quá, bị cáo mới hành động như vậy. Mời anh Bùi Ngọc Đức là nhân chứng của vụ việc đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Tại sao anh lại có hành vi khóa cửa nhốt bị cáo trong phòng dẫn đến hậu quả đáng tiếc như vậy? Dạ kính thưa hội đồng xét xử, ngày đầu tiên thì tôi không có biết là Duy ở trong phòng, còn ngày thứ hai á, vì muốn đùa nên tôi mới như vậy. Thật sự là tôi và Tính á không có thích anh Duy ở chung phòng với mình, nên tôi mới khóa cửa nhốt anh Duy, nhưng mà không ngờ lại hậu quả lại đáng tiếc như vậy. Vì trò đùa quá đáng như vậy mà hậu quả xảy ra vô cùng nghiêm trọng, anh có ý thức được không? Dạ thưa hội đồng xét xử, thật sự bây giờ tôi và Tính rất là ân hận, chỉ vì sự trẻ con quá đáng của mình mà gây ra hậu quả lớn. Tôi có lỗi với cái chết của anh Lợi và có lỗi với Duy. Tôi thật sự ân hận lắm. Chỉ vì những hành động
cho vui mà hậu quả vô cùng đáng tiếc đã xảy ra. Một người chết, một người phải đi tù. Và sau đó là nỗi đau của gia đình những người trong cuộc. Tuy không trực tiếp gây ra án mạng, nhưng anh và cả anh Tính cũng chính là một phần của nguyên nhân vụ việc. Mời anh ngồi xuống. Bị cáo Duy, tại sao khi bị giữ chứng minh thư, bị cáo không lên cơ quan chức năng trình bày hoặc có cách hành sự văn minh mà lại giải quyết một cách cực đoan như vậy? Dạ thưa hội đồng xét xử, vì đêm đó anh Lợi không chịu trả chứng minh cho bị cáo, rồi đuổi bị cáo đi, nên bị cáo mới lang thang ngoài đường, rồi vô nhà nghỉ để thuê chỗ nghỉ, nhưng mà người ta không cho vì bị cáo không có chứng minh nhân dân. Rồi lúc đó bị cáo rất là tức, rất là giận anh Lợi. Rồi bên cạnh đó còn nghĩ tới câu chuyện mà anh Lợi đánh bị cáo và còn buông lời lẽ xúc phạm bị cáo với má bị cáo nữa. Cho nên bị cáo mới suy nghĩ là phải gặp anh Lợi cho anh Lợi một bài học mới được. Mời đại diện viện kiểm sát. Kính thưa hội đồng xét xử, sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án và phiên tòa xét xử công khai ngày hôm nay, đại diện viện kiểm sát xét cái hành vi của bị cáo Huỳnh Ngọc Duy đối với bị cáo Hồ Tấn Lợi là tội giết người. Phát sinh từ những mâu thuẫn trong cuộc sống và công việc, bị cáo đã dùng dao nhọn đâm bị hại khiến bị hại tử vong ngay sau đó. Đây là hành vi vô cùng nguy hiểm, coi thường pháp luật, cần xử lý nghiêm. Bị cáo cũng đã từng có một tiền án về tội tàng trữ ma túy. Tuy nhiên, bị hại cũng có lỗi khi xúc phạm, không trả chứng minh cho bị cáo, gây ức chế. Căn cứ vào điều 123 Bộ luật hình sự, viện kiểm sát đề nghị mức phạt 18 năm tù đối với bị cáo Huỳnh Ngọc Duy về tội giết người. Mời đại diện viện kiểm sát ngồi xuống. Mời ông Vũ Đức Tâm, đại diện hợp pháp của bị hại, đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Ông có đồng ý với bản cáo trạng và luận tội của vị đại diện viện kiểm sát dành cho bị cáo hay không? Dạ thưa hội đồng xét xử, con tôi chết thật là oan uổng. Bây giờ hai đứa cháu tôi phải lâm vào hoàn cảnh mồ côi cha, rồi sắp tới đây không biết lấy tiền đâu mà lo cho tụi nhỏ nữa. Tôi kính mong hội đồng xét xử tuyên bản án thật nặng cho tên giết người để làm gương. Mời ông ngồi xuống. Mời bà Nguyễn Thị Loan, là người nhà của bị cáo, đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Bà có ý kiến gì về bản cáo trạng và luận tội của viện kiểm sát dành cho bị cáo hay không? Trước tiên xin lỗi anh. Dạ kính thưa hội đồng xét xử, Duy con tôi nó bị tai nạn nên bị chấn thương sọ não, mới phẫu thuật ở đây cho nên là vết thương chưa có hồi phục, cho nên là nó đã đi làm nặng nên là có hành động nông nổi như vậy. Nó thương tụi nghèo lại đi ở đỡ cho người ta, cho nên nó lên thành phố nó kiếm việc làm thêm. Không ngờ lại xảy ra cái sự lớn như vậy. Kính xin hội đồng xét xử thương tình bệnh của cháu mà giảm án cho nó. Mời bà ngồi xuống. Bị cáo Duy, bị cáo được phép nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử vào nghị án. Dạ kính thưa hội đồng xét xử, bị cáo cũng rất là ân hận về hành động của mình. Nhưng mà nếu như anh Lợi Đức với Tính không có quá đáng với bị cáo á, thì bị cáo đã không hành động như vậy. Kính mong hội đồng xét xử giảm án cho bị cáo. Bây giờ hội đồng xét xử vào nghị án, giao bị cáo lại cho lực lượng công an quản lý. Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án và phiên tòa diễn ra công khai ngày hôm nay, hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo Huỳnh Ngọc Duy đối với bị hại Hồ Tấn Lợi là giết người. Bị cáo là nhân viên của bị hại, bị cáo mới chỉ làm việc cho bị hại được 2 ngày. Mâu thuẫn từ việc rất nhỏ
nhưng bị cáo đã chuẩn bị dao đâm bị hại tử vong. Điều này chứng tỏ bị cáo coi thường pháp luật, coi thường tính mạng của người khác. Tuy nhiên, bị hại cũng có lỗi khi hành sự không đúng đắn, hành vi đùa giỡn không đúng chỗ của Đức và Tính. Tuy không cấu thành tội phạm, nhưng chính vì hành động đó đã khóa cửa nhốt bị cáo trong phòng và buông lời xúc phạm, làm kích động tinh thần của bị cáo. Căn cứ vào điều 123 Bộ Luật Hình Sự, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Huỳnh Ngọc Duy 18 năm tù về tội giết người, buộc bị cáo cấp dưỡng cho hai con của bị hại, mức cấp dưỡng 2 triệu đồng tháng mỗi cháu cho đến lúc đủ 18 tuổi. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa. Má ơi, con xin lỗi má. Con chưa có báo hiếu cho má được ngày nào hết đó má ơi. Không. Tôi xin lỗi Duy nha. Con xin lỗi bác. Con ơi. Con đường hoàn lương thật sự không dễ dàng, và bị cáo Duy một lần nữa phải vào tù với tội danh giết người. Nhưng khi theo dõi phiên xét xử này, tôi nhận ra nếu như tất cả những người trong cuộc biết sống tốt, sống đúng đắn với nhau, biết bỏ qua những lỗi lầm ở quá khứ, thì cái kết đâu phải đau lòng, người chết, kẻ tù tội, và chắc hẳn rằng Đức và Tính cũng sẽ ám ảnh suốt phần đời còn lại, bởi chính hai người cũng là một phần nguyên nhân tội ác. Đã từng có quá nhiều vụ án chỉ vì cách cư xử giữa người với người, và mong rằng phiên tòa hôm nay cũng như một lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta. Nè. Dạ. Con cầm tiền á, con ra ngoài đầu hẻm nè, con ăn cơm rồi con đi học thêm nha. Dạ. Bữa nay nội nấu cơm không có được con. Thưa bà nội, con đi học. Ừ, thôi con đi học đi. Dạ. Ê, bà già, đưa tôi ít tiền coi. Tao không có tiền. Tôi xin tiền là để tôi đi công chuyện đó nha. Đó, tao nói tao không có tiền mà. Hồi nãy tôi thấy bà đưa tiền cho thằng Tuấn rõ ràng, chính mắt tôi thấy nè. Để tao có mấy đồng mà. Để tao cho nó ăn cơm, nó đi học rồi. Mày vừa vừa phải thôi nha. Có mấy ngàn bạc rồi mà mày cũng không tha cho tao nữa. Hèn chi con vợ mày á, nó không bỏ mày nó đi sao được. Nè, cấm bà nhắc tới con vợ của tôi kia chưa? Hả? Đừng nói nhiều nữa, tiền đâu? Đã nói tao không có tiền mà. Có tiền, mày đâu hả? Tiền mày đâu không thích, mày nghiện ngập đâu à. Trời ơi, sao thằng tôi khổ như vậy là trời. Trời ơi, có thằng con nhắn gặp với anh nè. Trời ơi, vì tiền bạc nó lấy hết trơn rồi. Trời ơi là trời. Chị có sao? Thằng này á, càng ngày nó càng quá đáng mà. Sao không chị? Chị coi nó chịu nổi không? Chị coi nó vợ chồng á, cái thui cái mần á, cái ca cái cũng để dành vậy đó, mà bây giờ nó lấy nó đi út chết hết rồi, đồ đạc ở trong nhà nó đem đi cầm nó chết út hết rồi chị ơi. Trời ơi, khổ quá chị ơi. Thôi được rồi, trời ơi thiệt. Chị nghe hai người lớn tiếng nãy giờ là chị biết có chuyện rồi, nhưng mà chị đâu có dám chạy qua, sợ nó đánh giống như bữa hổm. Đợi nó đi rồi chị mới chạy qua đó chứ. Chị biết không, nó đánh vợ chồng tôi rồi nó phá làng phá xóm á, nhiều khi tôi muốn cho người ta bắt nó đi tù cho rồi á, để cho vợ chồng tôi nó sống yên thân chị ơi. Chị coi đó, đồ nhà trong nhà nó cầm cố hết trơn rồi. Rồi nó hút chích, rồi tôi phải cắt cụm mần á để nuôi con nó, rồi nuôi nó nữa, cho chị thấy không? Thôi, kệ, ráng đi. Cái số của mình nó vậy rồi. Bây giờ á, thì lo cho thằng Tuấn. Mẹ nó bỏ đi không có nhìn mặt nó, còn ba nó thì đổ đốn vậy. Thiệt tội cho thằng nhỏ hết sức, không biết làm sao mà nó sống nữa.
Nó lại gây chuyện nữa hả bà? Mẹ già kia, làm gì bà nhìn tới kiểu đó? Bà khi dễ tôi phải không? Trời ơi là trời, tôi lại cậu mà. Tôi nãy giờ tôi có dám nhìn gì cậu đâu. Rõ ràng là bà liếc thẳng vô mặt tôi. Bây giờ bà còn nói không có là sao hả? Trời ơi, cái thằng nghiện gặp trời đánh. Bây giờ mày có cho tao đi về không? Không thôi là tao la lên cho bà con mấy xóm nghe hết bây giờ nè. Là hả? Bớ người ta, cứu tôi với. Bớ người ta, la đi, la đi. Bớ người ta, la cho người ta biết tao là thằng nghiện nè. Hả? Mày nhìn cái gì? Hai cha con ông nhìn cái gì? Vô tôi đốt nhà hai cha con ông luôn đó. À, biết, đi hết đi, đi hết đi. Cơm xong. Dạ. Sao bà không ăn? Thôi cháu ăn ăn đi. Nãy tôi đi ra chợ á, tôi nghe á mấy người ngoài chợ á kể cái chuyện á, thằng Hùng á nó đòi đánh bà Bảy rồi nó đòi giết bà Bảy. Tôi thiệt không, tôi nhục ơi là nhục á. Tưởng đâu là có thằng con trai mà sao. Thôi bà đừng nói nữa, để thằng Tấn nó ăn cơm. Bà ăn đi bà, ăn đi con. Tại sao ăn cơm mà không đợi tôi về ăn hả? Mấy người cũng khi dễ tôi luôn phải không hả? Mẹ Bảy, hồi sáng bà lườm tôi cái gì hả? Bây giờ bà còn liếc tôi nữa hả? Bà có tin là tôi qua nhà bà đốt nhà bà hay không hả? Bà đi đâu vậy hả? Bà khi dễ tôi nữa phải không hả? Bà có tin là qua nhà bà đốt nhà bà luôn không hả? Bà Bảy, bà đâu? Qua nhà bà tôi đập nát cái nhà bà luôn đấy. Bà có tin không bà Bảy? Bà đợi đó nha bà Bảy. Ê, ê, mày làm cái gì vậy? Mày làm cái gì vậy? Trời ơi, mày điên hả? Ba mày, mày cũng dám đánh hả? Ông cũng dám đánh tôi nữa hả? Tôi phải quýnh ông. Con mà sẽ không đánh hả? Bà dám cản tôi hả? Không có đánh mày. Giết ông nè. Giết ông cái gì nè. Cậu bà, cậu cản tôi hả? Hả? Bước không mà chết. Hả? Dám cản tôi hả? Trời ơi nè. Nó lại gây chuyện nữa hả bà? Kể nha cái chuyện á, thằng Hùng á, nó đòi đánh bà Bảy rồi, rồi giết bà Bảy. Thiệt, nhục ơi là nhục á. Trời đất à! Thằng bịch dậy! Thằng con bạc, mày không để ba mày yên á. Ông ơi, đừng đánh con nữa ông ơi. Bị cáo Phạm Văn Thắng và bị hại Phạm Mạnh Hùng là mối quan hệ cha con ruột thịt, tại sao lại gây ra bi kịch như thế này? Kính thưa hội đồng xét xử, từ ngày nó tìm đến rượu chè ma tí, nó biến thành một con người khác, không còn là con người của nó nữa, không còn là con trai của bị cáo như ngày xưa nữa.
Nếu bị hại có trình tới ma túy, tại sao không đưa đi trại cai nghiện hoặc tìm đến sự hỗ trợ của pháp luật mà lại ra tay với con trai của mình? Kính thưa hội đồng xét xử, bị hại lúc tỉnh táo thì không sao, nhưng vì thương con, cũng vì xấu hổ và nhục nhã với bà con chòm xóm, tôi cố khuyên nhủ để nó tỉnh ngộ mà thay đổi, nhưng nó càng ngày nó càng đổ đốn, dẫn chứng nào tật đó, không thể khuyên bảo được nữa. Hôm đó nó về chửi rồi giết hàng xóm. Bị cáo và vợ chạy ra can ngăn, cũng bị nó đánh thẳng tay. Vì quá tức giận và không kiềm chế được, nên bị cáo đã lỡ tay đánh chết con mình. Bị cáo hối hận lắm. Mời đại diện viện kiểm sát. Kính thưa hội đồng xét xử, sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án phiên tòa diễn ra công khai hôm nay, viện kiểm sát xét thấy hành vi của bị cáo Phạm Văn Thắng đối với bị hại Phạm Mạnh Hùng là hành vi giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. Cụ thể là do bị hại đã có hành vi và lời lẽ quá đáng đối với chính cha mẹ ruột của mình, khiến bị cáo đã không kiềm chế được hành vi. Căn cứ Điều 126 Bộ Luật Hình Sự, viện kiểm sát đề nghị mức án 12 tháng tù giam cho tội giết người đối với bị cáo Phạm Văn Thắng do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. Mời đại diện viện kiểm sát ngồi xuống. Mời bà Nguyễn Thị Trinh đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Bà có đồng ý với bản cáo trạng và luận tội của vị đại diện viện kiểm sát hay không? Dạ, kính thưa hội đồng xét xử, vợ chồng của tôi á, vì cũng khổ sở với nó quá nhiều. Vợ nó chịu không nổi cũng bỏ đi, và nó bỏ con lại cho tôi nuôi. Nhưng hôm đó đó, nó nhậu nhẹt say xỉn, rồi nó về á, nó chửi chòm xóm, nó đòi giết bà Bảy, rồi nó đánh cả vợ chồng tôi. Chồng tôi mới thấy là nó đánh tôi, cho nên chồng tôi á, mới cay đánh nó lại. Thì vợ chồng tôi á, chồng tôi không có cố tình mà để giết cho nó chết. Chồng tôi á, thì bệnh đủ đều. Tôi không mong gì hơn, tôi chỉ mong hội đồng xét xử xem xét và giảm án cho chồng tôi, để chồng tôi còn về để phụ nuôi cháu nội nữa. Mời bà ngồi xuống. Mời bà Nguyễn Thị Bảy, hàng xóm của gia đình bị hại, đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Bà có biết gì về sự việc xảy ra ngày hôm đó hay không? Kính thưa hội đồng xét xử, tôi ở cạnh nhà của bị cáo. Tôi thường xuyên chứng kiến cảnh Hùng nhậu nhẹt về rồi chửi bới, đánh đập cha mẹ mình. Chính bản thân của tôi cũng bị Hùng đánh nhiều lần chỉ vì can ngăn. Ngày hôm đó tôi đi chợ, dọc đường thì gặp Hùng đi ngược lại. Tôi sợ quá đi nhanh lên, Hùng kéo tôi lại bắt bẻ, nói là tôi khinh thường đó. Một hồi cự cãi á, là tôi có đẩy Hùng té, rồi tôi sợ quá chạy nhanh lên kêu cứu. Chỉ vì vậy á, mà Hùng nó nổi điên lên, mới xảy ra sự việc ngày hôm nay. Vợ chồng ông Thắng rất là hiền lành, tử tế. Chỉ vì thằng Hùng nó quậy quá nên mới xảy ra sự việc vậy. Xin tòa hãy xem xét mà giảm án cho ổng. Mời bà ngồi xuống. Bị cáo Phạm Văn Thắng, bị cáo được phép nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử vào nghị án. Kính thưa hội đồng xét xử, tôi không có ý kiến gì về mức án của viện kiểm sát. Tôi rất hối hận về hành vi của mình. Dù sao nó cũng là con ruột của tôi. Trong giây phút thiếu kiểm soát, tôi đã xuống tay một cách tàn nhẫn. Đến khi bình tĩnh lại thì sự việc đã quá muộn.
tất cả đều không thể cứu vãn được nữa. Cháu tôi đang chịu cảnh cha má chia lìa, nay lại chịu cảnh mất cha. Tôi hối hận lắm. Bây giờ hội đồng xét xử vào nghị án, giao bị cáo lại cho lực lượng công an quản lý. Mời mọi người đứng lên nghe tòa tuyên án. Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án được thẩm tra công khai tại phiên tòa hôm nay, hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo Phạm Văn Thắng đối với bị hại Phạm Mạnh Hùng là giết người. Bị cáo và bị hại là cha con ruột thịt, thế nhưng bị hại có nhiều hành vi và lời nói không đúng với đạo nghĩa làm con. Hơn nữa còn rượu chè, cờ bạc, ma túy gây ra nhiều đau thương cho gia đình, dẫn đến bị cáo không chịu được bình tĩnh, dùng khúc cây to đánh vào bị hại nhiều cú chí mạng, khiến bị hại tử vong tại chỗ. Xét thấy bị cáo có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, không có tình tiết tăng nặng, căn cứ vào điều 126 Bộ luật hình sự, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Thắng 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa. Thôi mình về mà. Một vụ án mà bị cáo Thắng được trả tự do ngay tại tòa. Nhưng nỗi ám ảnh, nỗi đau về tội lỗi giết con chắc hẳn sẽ ám ảnh ông rất nhiều. Trách cứ ai đúng ai sai thì người chết cũng không thể sống dậy. Nhưng nếu như bị hại Hùng biết sống đúng đắn, biết nghĩ đến đứa con thơ, biết nghĩ đến cha mẹ già, không đưa mình lún sâu vào ma túy, tệ nạn, thì bi kịch đã không xảy ra. Còn về phía những người làm cha, làm mẹ, thay vì chịu đựng, thay vì bao che, hãy nghiêm khắc dạy dỗ con mình. Nếu như không làm được, thì còn có sự can thiệp của pháp luật. Đừng để đến lúc mọi việc không thể cứu vãn, thì lúc đó mới ăn năn, mới ân hận. Má. Ủa con? Nay con phụ nhà ông Tư mà sao về sớm vậy con? Thì chỉ phát quang bên nhà ổng mấy mẫu đất gần ao thôi, chứ đâu có làm gì nhiều đâu má. Vậy hả? Thôi con vô tắm đi, rồi má dọn cơm cho ăn. Ủa má không chờ ba về sao? Hồi nãy con đi ngang quán bà Phượng, con thấy ông ngồi nhậu đó đó. Mới bị ông đánh nữa không? Đâu có đâu con. Hồi nãy á, má ra má kêu ba về. Rồi á, ông đang nhậu lỡ dở, ông đứng lên ông quơ tay rồi mà té thôi chứ không có bị gì hết á. Binh nữa? Binh hoài vậy? Hả? Mà kệ đi, có binh chồng má đi. Mai mốt á, ông có đánh má, đừng có kêu tôi vô càng. Má xin con mà. Má biết tánh của ba con. Ông cũng hiền lành thôi, chứ có rượu vô thì ông mới vậy thôi à. Mà sao mỗi lần mà nhắc tới ông á, má binh chầm chầm vậy hả? Tôi nói cho má nghe nha, ổng mà về đây ổng nhậu ổng quậy một lần nữa đó, tôi báo công an đó. Mày giỏi thì đi báo đi. Ủa ông bất dạy. Ông ơi, tôi tưởng tối ông mới về chứ. Ngồi nhậu nghe nó chửi ngứa lỗ tai quá, về được không? Con đi tắm đi rồi má dọn con cho cả nhà mình ăn. Đi con đi. Không có đi đâu hết á. Ông mà ông muốn chửi. Tôi năn nỉ ông mà ông. Tao đứng đây cho mày. Ông nè. Ông ơi. Ông muốn tôi ra. Ông ơi. Buông tay đây. Con lại đi con. Dậy cho nó chừa cái thói mất dạy nó đi. Đâu kìa lại cái. Tôi mất dạy tôi hổng láo thì sao? Là do có một người cha như ông đó. Ông ơi, tôi năn nỉ ông mà. Ông buông ra coi. Ông ơi. Mày. Mày. Ông ơi. Con ơi, má xin con mà con. Má xin con mà để bà tỉnh là con hay nè. Con ơi, ông ơi, ông ơi,
Mày đi luôn nha. Bây giờ đây là tao giết mày đó. Tao đi. Không. Năn nỉ ông mà không. Mày đi luôn đi. Tôi năn nỉ ông mà không ơi. Ba lúc ba càng đạn càng đạn. Đạn đạn. Ông ơi. Thôi đi đi cậu. Cho nó chừa cái thói mắc dậy nó đi. Mày đi luôn nha. Bây giờ đây là tao giết mày đó. Con đi đâu từ hồi tối giờ vậy con? Má vô nhà lấy cho con 5 triệu đi. Con có việc phải đi gấp. Tiền đâu mà nữa mà má đưa cho con. Cái chòi gãy của mình á bị đốt cháy rồi kìa. Ba con nữa. Ổng may là người ta dập lửa kịp thời mà cứu được đó. Bây giờ ổng đang nằm trong bệnh viện để điều trị kìa. Má thiệt tình muốn điên luôn vậy đó. Tại sao mà tai quay quặm và gió đâu mà cứ ập vô đầu má không? Má thôi đi. Tôi về đây á, để không phải nghe má than gian khóc lóc ở đây đâu. Bây giờ có bao nhiêu tiền, má vô má lấy má đưa cho tôi đi liền đó. Con đi đâu? Con ở nhà phải phụ má một tay chứ. Bây giờ có một mình má à, má không biết xây chở phải làm sao đây nè con. Trời đất ơi, thì má vô má lấy tiền má đưa cho tôi đi. Tôi có chuyện tôi đi gấp lắm, bây giờ má vô má lấy đi, má nói hoài hả? Cái chòi nhà mình bị đốt vậy đó, bây giờ công an người ta đang điều tra đó con. Cái gì? Má nói cái gì má? Công an? Công an họ có biết gì không? Với lại ba ông có biết ai đốt không má? Tại sao con hỏi như vậy hả Tuấn? Hả? Thì con hỏi vậy thôi. Hả? Chứ biết gì. Có phải con làm không Tuấn? Làm gì là làm gì? Có phải con đốt cái chòi không? Bà điên à? Tôi đốt hồi nào? Bà nói khùng nói điên cái gì vậy? Hả? Con nghe lời má. Đi đầu thú đi con. Tôi đã nói với bà tôi không có làm. Bà đừng có nói như vậy nữa biết chưa? Bây giờ tôi lại bà đó má. Bà vô bà lấy tiền mà đưa cho tôi đi. Tôi đi liền đây nè. Nhanh lên. Má. Nè. Má đâu có còn tiền đâu. Chỉ còn có bao nhiêu đây nè. Giờ ba con đang nằm trong bệnh viện á, má còn phải đi vay mượn tiền lo cho ba con kìa. Lấy đâu tiền mà lo cho con chứ? Tại sao lúc nào cũng thằng cha đó vậy hả? Tôi đã nói với bà bao nhiêu lần rồi, bà xấu như ông bao nhiêu năm nay, ông nhậu nhẹt đánh đập bà không à, bà không để ông chết quách luôn cho rồi đi. Tôi nói cho bà biết nha, tôi cho dù có đốt nát cái chòi đó đi chăng nữa thì cũng chỉ để bảo vệ cho bà thoát khỏi cái thằng chồng sai xỉn vũ phu đánh đập bà thôi. Con ơi, đau quá. Ê à. Ông uống ít thôi. Bà nói nhiều quá. Ra sau lo cơm nước đi. Lát tôi tiện đường ghé đưa cơm cho thằng Tuấn trong chòi. Ê! Về nhà không thưa gửi ai, rằng định đi đâu á? Bữa nay con về đây á, con muốn nói với ba má là chia tài sản cho con đi.
Chia tài sản là sao? Thì cái miếng đất trước đây ba má hứa chia cho con đó, bây giờ đưa lại cho con đi, con tính cách làm ăn nữa. Trước đây mày đã đốt chòi, mày tính giết tao. Bây giờ mày còn có gan về đây đòi chia tài sản hả? Nè, không thương tình cha con thì bây giờ mày còn đang ngồi tù mọt gông nha con. Có chuyện gì mà hai cha con lại cãi nhau vậy? Bà đi hỏi cái thằng quý tử mất dạy của bà đó, nó đòi chia tài sản kìa. Chuyện là sao vậy Tuấn? Thì con về đây á, con nói với ba má là chia cái phần đất mà trước đây ba má hứa cho con đó, đưa cho con ra ngoài con tự kiếm vốn làm ăn, không cần ba má phải lo nữa. Với lại con cũng không muốn đi làm công cho người ta, với làm công không cho ba má đâu. Mày tưởng mày tự kiếm sống được hả? Trước đây mày đốt chòi xong á, về xin tiền bả đi bụi, xin không được mày còn quýnh bả gãy ra sườn kìa. Rồi sao? Mỹ thằng sầu cũng lết cái thân về đây ăn bám nhà tao. Thì bây giờ á, ông cứ đưa đất cho tôi đi, khỏi cần ông bà lo nữa. Tao cũng chết không có đưa miếng đất mồ hôi nước mắt của tao cho cái thằng khủng láo như mày đâu. Nè, ông đừng có ép tôi nha. Con giết ông á, giờ ông ép tôi đó. Tôi càng hay quá. Hả? Nè, con tin má một lần đi Tuấn. Chuyện chia tài sản cho con, chuyện nào cũng gặp gia đình kìa. Có vợ, có con. Còn bây giờ con chưa có gia đình, chưa có vợ, có con. Con đang ở với ba má. Chia đất làm gì chứ con? Hả con? Không cần má quan tâm. Nói cho má biết, má giờ ông tính sao thì tính đi. Chừng nào mà chưa có đất á, bây giờ tôi quay ông chừng đó. Nói gì mất dạy, sống chết với ông đó. Ông ơi, mày mất dạy hả? Ông ơi, trời, ông ơi, mày tự nói là ông làm gì vậy không? Hả? Ông ơi, ông làm gì vậy ông? Trời ơi, có gì từ từ nói ông ơi. Không, buông ra. Ông sắp vào đi đâu vậy ông? Hả? Có gì từ từ nói chứ ông? Bà buông ra. Bữa này tôi phải giết nó. Tha là nhà Minh Tuyết tự mà hơn có thằng con mất dạy như vậy. Được chưa? Này. Không ơi. Ủa, tao tưởng mày về nhà ông bà già mày ăn cơm rồi chứ. Sao về sớm vậy? Má cho con gà tao giết ông già tao chết quá. Thôi bình tĩnh đi, có chuyện gì từ từ giải quyết. Mà có chuyện gì vậy? Tao về bển á, tao kêu ông bà đưa lại cái miếng đất trước để ông bà hứa cho tao, để tao với mày trồng nhãn hơn bữa tao với mày tính á. Ông không chịu đưa cho tao, còn chửi mắng tao nữa. Ý nó là tao từ nào giờ tao ăn bám nhà ông đó. Thử cái miếng vườn bên bển, không có tao với má tao chăm sóc coi được gì ngày hôm nay không? Thôi đi, có chuyện gì á thì từ từ giải quyết. Với lại tao nghĩ trong chuyện này á, chắc ổng có hiểu lầm gì với mày đó. Mày còn nhớ không, lúc trước mày đốt cái chòi đó cũng chính ổng xin cho mày, nên mày được tha ngồi đây nè, đúng không? Với lại mấy bữa nay tao thấy á, ổng chạy tới chạy lui á, ổng đưa cơm cho mày, gặp tao ổng cũng nói chuyện vui vẻ bình thường, có gì đâu. Cha con không bằng, nhịn chút xíu đi. Ủa, mà mày có ăn gì chưa? Tao nói cho mày gói mì nha. Tao quyết định, tao quyết sống chết tao lấy miếng đất nó cho bằng được. Ổng mà cản tao, ổng không còn đường sống đâu. Thôi đi, có chuyện gì thì từ từ cha con mình nói chuyện. Cứ gặp nhau là giết không. Sao? Mày tính giết tao lần nữa hả? Chú Sang, ông Sang, chú Sang. Mày cha, ông làm cái gì tôi? Ông làm gì tôi hả? Mất dạy, mất dạy, ông mất dạy. Giết tao hả? Giết tao hả? Bị cáo Nguyễn Minh Sang, căn nguyên vì sao bị cáo lại xuống tay giết con trai mình là bị hại Nguyễn Minh Tuấn, đồng thời làm bị thương bị hại Phan Văn Việt như vậy? Thưa hội đồng xét xử, tại thằng Tuấn nó là con nhưng rất hỗn láo với bị cáo, đã nhiều lần đánh đập chửi bới cha mẹ, thậm chí nó đã từng đốt chòi canh muốn giết bị cáo. Vào ngày hôm đó, bị cáo và thằng Tuấn đã xảy ra cãi vã lớn vì cái chuyện đất đai. Trong cơn nóng giận, lại sẵn có rượu trong người, nên
không kiềm chế được bản thân, bị cáo đã mang dao đi kiếm thằng Tuấn và xảy ra. Vậy còn bị hại Phan Văn Việt thì có mâu thuẫn gì với bị cáo? Thưa hội đồng xét xử, cháu Việt và bị cáo không có mâu thuẫn gì cả. Nhưng ngày hôm đó cháu Việt cố cản bị cáo chém thằng Tuấn, nên bị cáo đã vô tình dùng dao gây thương tích cho cháu Việt. Dẫu có là dạy con hay yêu cầu người khác ngừng can thiệp vào việc dạy con thì bị cáo cũng không nên chọn cách dùng dao để rồi dẫn đến hậu quả làm con mình thì chết, người khác thì bị thương tật, ảnh hưởng đến tính mạng như vậy. Theo lời khai của bị cáo trong biên bản hỏi cung, bị cáo là người thường xuyên nhậu nhẹt và đã nhiều lần lớn tiếng cũng như sử dụng bạo lực đối với vợ con. Điều đó có đúng không? Dạ, dạ đúng. Vậy bị cáo trong quá trình nuôi dạy con, bị cáo đã thực sự là tấm gương tốt cho con chưa? Bị cáo có nghĩ rằng việc rượu chè rồi dùng bạo lực trong gia đình của mình cũng chính là lý do khiến con trai bị cáo lớn lên không biết tôn trọng cha mẹ, thậm chí còn định giết cha mình hay không? Dạ, bị cáo sai rồi. Mời vị đại diện viện kiểm sát. Thưa hội đồng xét xử, căn cứ vào hồ sơ vụ án, bị cáo Nguyễn Minh Sang dùng dao giết con ruột của mình là bị hại Nguyễn Minh Tuấn, đồng thời gây thương tích một người khác là bị hại Phan Văn Việt. Viện kiểm sát xét thấy hành vi của bị cáo Sang là đặc biệt nguy hiểm, thể hiện sự coi thường pháp luật. Mặc dù bị cáo Sang trong lúc gây án tinh thần bị kích động mạnh, trước đó việc bị hại Tuấn phóng hỏa đốt cha trước đây chưa được xử lý răn đe ngay từ đầu, khiến mâu thuẫn dai dẳng xảy ra trong suốt thời gian dài. Nhưng hậu quả mà bị cáo Sang gây ra cho bị hại là vô cùng nghiêm trọng, cần cách ly khỏi đời sống xã hội một thời gian để cải tạo, giáo dục, phòng ngừa và răn đe chung. Do đó, viện kiểm sát đề nghị mức án từ 13 đến 14 năm tù giam về tội giết người đối với bị cáo Nguyễn Minh Sang. Mời vị đại diện viện kiểm sát ngồi xuống. Mời đại diện hợp pháp của bị cáo Nguyễn Minh Sang và bị hại Nguyễn Minh Tuấn, bà Phạm Thị Trang, đứng lên trả lời câu hỏi của đồng xét xử. Bà cho biết bị cáo Sang, chồng bà, là người như thế nào? Dạ thưa hội đồng xét xử, chồng tôi là một người có bản tính hiền lành. Chỉ khi nào có rượu vô thì ông mới nóng nảy, lớn tiếng má con tôi thôi. Từ hồi cưới nhau tới bây giờ, ông kia chú ý, chú chồng làm ăn, lo cho gia đình, chứ không bao giờ mà gây gỗ với ai hết. Bà có biết bị cáo Sang có ý định giết bị hại Tuấn hay không? Dạ, cái vụ việc đó là bữa ông có uống rượu rồi sanh ra cự cãi với đứa con, sau đó ông mới chạy vô ông lấy con dao ra. Tôi tưởng ông kia hù nó thôi, về đâu ai về ông. Trời ơi, ông ra rồi đâu ra, tại sao ông ác quá vậy ông? Ông biết mấy năm nay á tôi mới chịu đựng không? Mỗi lần ông sai xỉn về như vậy á, tôi muốn con á nó có một mái ấm gia đình đàng hoàng, im ấm. Nó lớn lên á là phải có đủ cha lẫn mẹ. Ông dạy dỗ nó không có đàng hoàng á thì ít nhất á ông không phải vì tôi nè mà tha cho con nó một mạng sống chứ. Bây giờ ông thấy đó, ông giết con mình, ông đánh con người ta, bây giờ ông tu tội như vậy đó, tôi phải làm sao đây chứ bà? Trời ơi, đề nghị bà bình tĩnh, không nên quá xúc động để phiên tòa được tiếp tục.
Bà có ý kiến gì về bản cáo trạng và luận tội của viện kiểm sát dành cho bị cáo Sang hay không? Dạ, thưa hội đồng xét xử, lỗi cũng là một phần do tôi đã không khuyên răn con nó được đàng hoàng, cho nên nó mới hỗn láo với ba nó, để ba nó mới gây ra tai họa như vậy. Bây giờ tôi chỉ muốn mong hội đồng xét xử xem xét giảm án cho ông, để ông về ông phụ tôi mà trả nợ cho người ta. Mời bà ngồi xuống. Mời đại diện người nhà bị hại Phan Văn Việt, ông Phan Ngọc Tâm đứng lên trả lời câu hỏi của đồng xét xử. Ông có ý kiến gì về bản cáo trạng và luận tội của viện kiểm sát dành cho bị cáo Sang hay không? Dạ thưa hội đồng xét xử, thằng Việt con trai của tôi nó chơi thân với cháu Tuấn. Chính vì chỗ đó đó mà cháu Tuấn có nhờ nó qua làm giường. Nó có nói với tôi, nhưng không ngờ lại gặp họa như vậy. Ở cái chỗ mà tình làng nghĩa xóm, giả lại gia đình bị cáo có chủ động bồi thường và thăm hỏi con trai tôi. Cái chuyện nó xảy ra thì nó cũng đã xảy ra rồi. Tôi cũng xin hội đồng xét xử hãy xem xét và giảm án cho bị cáo. Mời ông ngồi xuống. Bị cáo Nguyễn Minh Sang, bị cáo được phép nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử và nghị án. Thưa hội đồng xét xử, bị cáo biết đã phạm trọng tội. Bị cáo đã sai khi sống mà không làm gương tốt cho con. Bây giờ bị cáo chỉ mong hội đồng xét xử khoan hồng giảm nhẹ án, để bị cáo trở về lo mồ mả cho con và phụ vợ làm lụng để trả nợ và bồi thường cho cháu Việt. Bây giờ hội đồng xét xử vào nghị án, giao bị cáo lại cho lực lượng công an quản lý. Mời mọi người đứng lên nghe tòa tuyên án. Sau khi xem xét hồ sơ vụ án qua phần xét hỏi và tranh luận công khai tại phiên tòa hôm nay, hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo Nguyễn Minh Sang đối với bị hại Nguyễn Minh Tuấn và bị hại Phan Văn Việt là đặc biệt nguy hiểm, đã để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng, cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian để răn đe và phòng ngừa chung. Tuy nhiên, tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo Sang ở trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. Bản thân bị hại Tuấn cũng có một phần lỗi. Phía người nhà của bị hại Việt cũng có đơn yêu cầu giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Do đó, áp dụng Điều 93 Bộ Luật Hình sự, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Sang 13 năm tù giam về tội giết người. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa. Dự kháng phiên tòa hôm nay, tôi cảm thấy rất xót xa, bởi bị cáo Sang là người cha và nạn nhân là đứa con trai mà bị cáo đã sinh thành dưỡng dục. Tôi tự hỏi, hổ dữ không ăn thịt con, vì cớ gì mà người cha ruột lại tước đoạt mạng sống của con trai mình? Vì sự hỗn hào ngang ngược của đứa con trai, hay vì sự nóng nảy và cả chút ma men trong người của chính bị cáo? Có lẽ vì cả hai. Giá mà người con trai ấy biết làm tròn bổn phận làm con, biết nghe lời của bậc làm cha làm mẹ, giá mà người cha ấy biết làm đúng trách nhiệm của mình, dạy dỗ con cái đúng mực và hành xử đúng vai trò của người cha người chồng trong gia đình, đừng bị ma men dẫn lối, thì đã không có sự việc đau lòng ngày hôm nay. Nhưng có lẽ điều khiến cho tôi xót xa nhất chính là những giọt nước mắt đau khổ của người phụ nữ, vợ bị cáo và cũng chính là mẹ nạn nhân. Chị đã khóc kiệt vì mất đứa con trai và chứng kiến chồng rơi vào vòng lao lý. Tôi thấy thương xót cho bi kịch của chính cuộc đời chị. Và tôi cũng lại tự hỏi, nếu như chị khéo léo và mạnh mẽ hơn để tháo gỡ những mâu thuẫn của người thân trong gia đình mình,
thì biết đâu nỗi đau ngày hôm nay đã không xảy đến.